Bây giờ sẽ là cách đánh của dù có cách xa, cái đoạn giải 1 này. Thế thì đoạn giải đầu em sẽ giải như thế nào? Bài này là nhịp 4 và 8 phách giải đầu này. Này, nhìn kỹ nhé. 3, 4, 3, 2, sau nghỉ. 4, 3, 2. 3, 4, 3, 2. 4, 3, 2. 3, 4, 3, 2. 4, 3, 2. 3, 4, 3, 2. 4, 3, 2. Đấy. 3, 4, 3, 2. Nghỉ này, sau này. 3, 4, 3. Bát luôn cái sau bởi vì nó liền. Bát 4 3 2 4 3 2 bát 4 3 2 4 3 2. Sau này sang mi thứ. Bát 4 3 2 4 3 2 bát 4 3 2 4 3 2 bát 4 3 2 4 3 2. Riêng cái hợp âm D trưởng. Bát 3 2 1 cách giải nhớ nhé. Son thì là bát 4 3 2 4 3 2. Cái chữ 2 mà em ngân ra nghĩa là nghỉ. Bát 4 3 2 4 3 2 bát 4 3 2 4 3 2. Này. Bát 4 3 2. Đấy nó có nghỉ thì bát 4 3 2 4 3 2 bát 4 3 2. Thank you.
Thì cái phần này thì cái hợp âm son ấy nó giả à, nó chơi cái điệu này hai lần thì giữa hai hợp âm son thì em không chạy bát, không đánh bát, em cứ nghỉ cho anh. Đấy, chỉ khi nào mà chuyển sang hợp âm mi thứ thì bắt đầu em chạy bát, và từ mi thứ chạy chuyển sang đô thì em chạy bát, còn lại cứ nghỉ cho anh thì nó tạo ra được một cái mạch rất hay. Son cuối cùng khi kết thúc ấy thì em lại giải. Đấy, giải xong rồi.